Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Siêu mẫu Quỳnh Thư có phản ứng gì khi được hỏi về vấn đề có liên quan tới chồng thiếu gia của Diệp Lâm Anh? Trước đó, phía Diệp Lâm Anh cũng đã lên tiếng về nghi vấn liên quan tới chồng thiếu gia. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin một người đàn ông được cho là chồng thiếu gia của Diệp Lâm Anh bị bắt gặp bước ra từ nhà riêng của một người phụ nữ trẻ vào buổi sáng. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tò mò về danh tính cô gái xuất hiện trong thông tin trên. Mới đây, không ít cư dân mạng đã gọi tên Quỳnh Thư khi cho rằng cô gái xuất hiện trong tin đồn trên có nhiều nét khá giống với nữ người mẫu. Chúng tôi đã lập tức liên hệ với Quỳnh Thư để tìm hiểu thông tin từ nữ người mẫu. Phản ứng trước câu hỏi liên quan tới thông tin được cư dân mạng bàn tán, Quỳnh Thư chỉ thể hiện trạng thái đã xem, ngoài ra không chia sẻ thêm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, có thể thấy trên trang cá nhân, Quỳnh Thư vẫn đăng tải bài viết mới, đồng thời cũng trả lời bình luận của mọi người. Quỳnh Thư vẫn trả lời bình luận của bạn trên trang cá nhân, nhưng lại im lặng về nghi vấn liên quan tới chồng của Diệp Lâm Anh. Cách đây một năm, Quỳnh Thư từng bị nghi vấn hẹn hò cùng Doãn Tấn, chồng cũ của Quỳnh Nga. Cả hai lộ hình ảnh kề vai cực thân thiết trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Quỳnh Thư là một trong những mỹ nhân có cuộc sống xa hoa, thú vui chơi đồ hiệu và du lịch sang chảnh không kém ai trong showbiz. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật ảnh đi du lịch nước ngoài và tậu cả núi đồ hiệu đắt đỏ. Quỳnh Thư từng cho biết đa số đồ hiệu đều do tự bỏ tiền túi, không cần nhờ tới bạn trai đại gia. Ngọc Trinh và Quỳnh Thư là đôi bạn thân nổi tiếng trong làng giải trí. Cả hai gặp nhau vào năm 2006 và gắn bó đến tận thời điểm hiện tại. Mỗi dịp sinh nhật hoặc sự kiện đặc biệt của bạn thân, Quỳnh Thư luôn có mặt để cổ vũ về mặt tinh thần. Được biết, Quỳnh Thư và Ngọc Trinh có chung nhiều bạn bè như Vũ Khắc Tiệp, Đỗ Long. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.